Xin chào tất cả các bạn, hôm nay bếp nhà của Sắc Màu Cuộc Sống xin gửi đến tất cả các bạn một món ngon rất là dễ làm. Đó là lẩu thái tôm dung, chua chua, cay cay, nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Rất là thích hợp cho những ngày mùa đông lạnh giá như thế này, vào dịp lễ Giáng sinh hay là lễ Tết, hay là gia đình có dịp sum họp thì cùng nhau quây quần ngồi ăn món này vừa ngon lại vừa ấm áp. Nguyên liệu chính để nấu cái nồi nước súp mình nhúng lẩu rất là đơn giản luôn, gồm có lá chanh thái, một trái khóm hay là một trái thông chín và một bó sả. Riêng với món này thì sả càng nhiều càng ngon nhé các bạn, khoảng 6-7 tép sả to to. Và mua một keo gia vị tôm dung có bán sẵn ở tiệm Á Châu. Và kế đến đó là phần me, me tươi hay là me bột đều được, để trừ hao nếu mà chưa đủ độ chua thì mình sẽ thêm cho đậm đà và ngon trong cái nước nhúng lẩu. Bây giờ mình sẽ dùng một cái nồi, nấu nhiều, nấu ít, nấu cho bao nhiêu người ăn là tùy từng nhà. Chờ dầu nóng mình cho sả vào trước, đợi sả thơm thì mình cho nước khóm lá chanh vào luôn. Khi mà mình cho xong thì mình sẽ tiếp tục cho cái gia vị tôm dung. Đây là cái keo gia vị tôm dung rất là thơm luôn các bạn. Nó bao gồm sả, lá chanh, sa tế và rất là nhiều cái gia vị ở trong cái keo này. Thì cho nhiều hay cho ít thì tùy từng nhà nhé. Và nó có cái màu đỏ đẹp luôn nữa các bạn. Với cái keo gia vị tôm dung này thì nó rất dễ dàng và tiện lợi cho chúng ta. Các bạn cứ vào tiệm Á Châu thì theo mình thì tiệm nào cũng có. Và mình nấu sôi lên ít nhất cũng được nửa tiếng đến một tiếng. Mình chờ cho khóm nó ra cái nước chua và thơm. Sả và lá chanh cũng như thế. Nêm nếm chua cay mặn ngọt vừa ăn theo khẩu vị của từng gia đình nhé. Muối, đường, bột ngọt các bạn có thể cho thêm, nếu thiếu chua thì bạn cho me vào. Và kế đến đó là cái phần bún. Thì nếu ai có bún tươi thì dùng, mình thì mình sẽ ngâm bún khô và trụng qua nước sôi để mà mình có được cái bún ăn lẩu. Và kế đến rất quan trọng luôn, trong cái món lẩu chua cay thì không thể nào thiếu chả cá. Mình quết chả cá tại nhà và mình sẽ vò những cái viên nhỏ nhỏ vừa vừa, những cái miếng chả vừa vừa thế này thì ăn lẩu vừa ngon vừa tiện nữa ha. Và kế đến đó là phần nấm. Thường thì mình nhúng lẩu với nấm kim châm, vừa giòn vừa ngon. Bạn có thể thay thế tất cả các loại nấm khác mà bạn yêu thích nhé. Kế đến đó là phần hải sản. Thì hải sản hôm nay mình dùng chem chép, tôm và mực. Chem chép cái loại xanh này thì người ta tách cái phần vỏ còn lại rất tiện. Tôm nhỏ hay to, có đầu hay là không có đầu, có vỏ hay không có vỏ là tùy sở thích của từng nhà nhé. Và cái phần mực hay là các bạn có thể dùng bạch tuộc, mực ống hay là mực nang thì cũng tùy từng nhà. Kế đến đó là đậu hũ. Đậu hũ các bạn có thể mua đậu hũ miếng rồi mình ăn đậu hũ trắng, đậu hũ non hay là đậu hũ chiên. Và cái phần rau thì ở châu Âu mùa này rất là lạnh, rau muống hay là tất cả các loại rau Việt Nam rất là hiếm. Thì mình sẽ thế là cải bách thảo, cải bắc choi, cải thìa đó và cà tím. Thì bây giờ lần lượt mình sẽ sắc miếng vừa ăn và đem đi rửa. Riêng với cái phần cà mình sắc miếng vừa ăn, ngâm trong nước muối loãng để rửa cho thật sạch cái mũ cà nhé. Và mình vớt ra để ráo. Thì bây giờ tất cả mình đã chuẩn bị, các bạn có thể thêm đậu bắp nè, bạc hà nè, rồi hải sản mình sắc miếng vừa ăn, đậu hũ thì mình chiên, rồi múc cái nồi lẩu ra chờ sôi thì nhúng vào là cả nhà có món ngon để thưởng thức. Đến đây món lẩu thái của mình đã xong.